Hello, chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Này qua mấy cái vụ việc, thực ra cái vụ việc ở Tây Nguyên á, thì mấy hôm nay thì em không có chia sẻ gì cả. Bởi vì thực ra mà nói thì cũng rất là đau xót cho những anh cán bộ chiến sĩ đã hy sinh như thế trong cái thời bình. Thế nhưng mà chúng ta nhìn lại là cái thằng chia sẻ đầu tiên là kêu gọi này kêu gọi nọ là thằng Nguyễn Văn Đài. Thì lúc đầu nó kêu gọi thì nó cho rằng là sẽ là toàn dân, sẽ là thế này thế nọ. Đến khi người dân ở cái huyện Cư Quynh của Đắk Lắk ở chỗ gần em đây, người ta cùng với cán bộ chiến sĩ vừa làm công tác hậu cần, đúng ạ, vừa phối hợp với cơ quan chức năng, vừa ổn định lại cuộc sống, thì nó lại lên nó cho rằng là cái đấy là do cộng sản sắp đặt rồi là thế này thế nọ. Sao vừa nhổ ra đã liếm lại thế hả Đài? Làm người thì nó phải tiến bộ lên, mang tiếng ra, đúng không ạ? Lớn tuổi rồi, nó phải trẻ con đâu. Đàn ông người ta bảo là đàn ông phải có danh dự và lòng tự trọng, chứ không phải là bây giờ bảo là chúng tôi trái quan điểm với nhau, nhưng mà chúng tôi vừa ngồi với nhau để thống nhất cái gì? Ngày ngày thì vẫn lên mạng để chửi, xong rồi ngồi ăn với nhau, xong rồi bảo để thống nhất cái gì? Thống nhất nhậu bao nhiêu lon hả? Sao kỳ vậy? Cái quan điểm em không đồng tình, nó thẳng ok, cũng kể cả như trước đây chúng ta cũng vậy, cũng đàm phán rất nhiều trên 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 bàn ngoại giao, thế nhưng đàm phán làm sao có lợi nhất cho quốc gia dân tộc mình, và đó là còn chưa kể cái khía cạnh là mình đại diện cho ai và cái bên kia người ta đại diện cho ai để mà ngồi đối thoại để mà tìm ra điểm chung, nó rất là vô lý, đúng không ạ? Rất là vô lý, mình chả đại diện cho ai cả, bên kia cái thằng kia nó chả đại diện cho ai cả, có ai ủy quyền cho nó bảo nó đi chửi nhà nước đâu, đúng không? Mà bên này thì tôi cũng có đại diện cho anh là anh phải đi anh tranh luận với những thành phần đó đâu, đó đâu phải đi đàm phán với thành phần đó đâu, nó thích thì nó về Việt Nam theo quy định của pháp luật, đúng không ạ? Nó cảm thấy đất nước như thế nào, còn nó nhận thức của nó như thế nào, nó về mục đích gì. Còn một khi mà nó đã không thích rồi ấy, thì xin thưa các anh muôn kiếp các anh không bao giờ, các anh phải nên nhớ là Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam người ta đã có, đúng không ạ, đường lối, có chính sách rất là lâu đối với Việt kiều ở nước ngoài rồi, chứ không phải là mới, mà người ta còn chưa gì ạ, người ta còn chưa chấp nhận. Thì đối với một cá nhân thì đến khi nào người ta chấp nhận, các anh phải hiểu như vậy. Người ta đã đưa ra nhiều chính sách rồi, đúng không ạ, khuyến khích có, động viên có, tạo điều kiện có, đúng không ạ, vân vân và vân vân hết, còn chưa được, huống chi các anh cá nhân mà các anh đòi đi thuyết phục một cá nhân hay một tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam, thấy nó rất viển vông. Các anh làm như thế người ta bảo làm trò hồi bu, tự cho mình ở cái vị trí nó quá cao. Dĩ nhiên là em không có phải là mình đi mình chê bai những cái người đó, thế nhưng em thấy những cái việc làm ấy nó vô nghĩa và rất buồn cười, nó đúng là như thế. Còn bây giờ đã đứng ở hai bên chiến tuyến với nhau thì anh phải xác định là chúng ta đàm phán không được thì chỉ có đánh nhau thôi, đúng không ạ? Giống như ông Ngô Kỷ với ông Nguyễn Tấn Nạc ấy, hai ông chửi nhau có nghĩa là đấu võ mồm với nhau không phân thắng bại đâu, cuối cùng là thôi, chứ cũng chả bên nào bên bên nào cả, có nghĩa là vẫn đang trong giai đoạn là đấu võ mồm với nhau thôi, chứ làm gì đã ngồi chung được với nhau. Vậy là chúng ta phải nói thẳng, khi hai người đó có quan điểm trái chiều nó rất là khó. Còn khi mà chúng ta đưa ra những cái dấu liệu phân tích, dĩ nhiên là không phải đối tượng nào, khi chúng ta chia sẻ những cái thông tin, những cái số liệu người ta cũng nghe hết, bởi vì những cái thành phần đó thì chúng ta không nói đâu, những thành phần đó người ta gọi là hết thuốc chữa. Đấy. Còn những người người ta nghe, ví dụ có một vài người trước đây người ta chống nhà nước rất là kịch liệt, thế nhưng qua cái chính sách của nhà nước mình thì qua vài lần người ta về thăm quê hương đất nước, đúng không ạ, người ta đi ra các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa để tận mắt người ta chứng kiến là biển đảo có còn hay không, rồi người ta về Nghĩa Trang Bình An ở Bình Dương người ta thăm lại xem là những cái lời nói của những thành phần kia nó lên nó bảo là nhà nước chúng ta đã phá hết rồi thì có đúng hay không. Đấy, thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị, nếu mà chúng ta nói quay đầu thì nó cũng chưa phù hợp lắm, thế nhưng cũng có rất nhiều cô chú anh chị từ ngày đó người ta cũng không đả động cái vấn đề là chống hay không chống nhà nước nữa. Đấy, và người ta cũng không thèm lên trên mạng xã hội Facebook hay YouTube người ta nói này nói nhăng nói cuội gì nữa, người ta bình lặng, người ta sống một cuộc sống, người ta đã chấp nhận, người ta sống gì vui vẻ với những gì mình đang có và thầm mong cho đất nước phát triển. Đó mới là những người mà chúng ta cần
cũng phải nể người ta ở góc độ đó, đúng không ạ? Ít nhất những người đó người ta còn biết đâu là đúng là sai, đâu là sự thật, đúng không ạ? Thì những người đó thì chúng ta cần trân trọng, nhưng đối với những thành phần mà nó bất chấp lý lẽ, đúng không ạ? Nó bất chấp mọi thứ để nó đạt được mục đích thì theo em thì không không cần phải phải trân trọng và tôn trọng những thành phần đấy. Quan điểm của em là về cái mặt cười nó là cái mặt giận dữ nó là như thế. Còn nếu như anh cảm thấy là anh hay chị hay cô chú bác gì đó, nếu cảm thấy mà các anh có thể thuyết phục được thì các anh cứ nên các anh thuyết phục thôi. Em sẵn sàng nghe và em sẵn sàng rút kinh nghiệm, cũng như là khi em thấy hợp lý là em sẽ ủng hộ. Đó là quan điểm của em là như vậy. Qua câu chuyện thì chúng ta thấy mắc cười ở cái điểm những cái thằng mà những cái con á mà lên không gian mạng gọi là ở phía bên kia nha, theo quan chị nó bên kia nha, là mở những cái kênh YouTube, những cái like để gọi là gì, tôi đấu tranh cho dân tôi á, chung chung nhớ không? Nghe nghe mắc mắc cười đó, nghe một cái cộng đồng thối nát của tụi nó đó, gọi là chánh nghĩa quốc gia gì đó, nó thối nát, nó cứ lên rồi đó, thì sao tụi nó không đấu tranh cho cái cộng đồng đó đi, đấu tranh Quan cho cái điểm cộng của đồng em đi. trước đi, đúng không Dung? Đó Thì rõ ràng anh rồi, muốn anh muốn muốn thuyết phục người dân trong nước sau thì người ta mới gọi là có cái điểm nào đó để người ta gọi là người ta lắng nghe chứ, còn nghe đó bây giờ mình nói nước Mỹ thì to lớn quá, thì tụi này chắc chắn là nó không dám đụng đến cái bố Mỹ của tụi nó rồi, thì mình bỏ qua một bên đi, đúng không, bỏ qua một bên đi. Nhưng mà mình nói nè, ngay cộng đồng của tụi nó ở chung với nhau thôi nè, một cái lũ ô hợp ở chung với nhau thôi đó đó, bây giờ nó đấu tranh đi nha, cái cộng đồng mà gắn cái cờ vàng ba sọc đỏ đó, gắn cái mác đó, đó. Làm thử coi, đấu tranh cho nó thành một khối hợp nhất xem coi, rồi hẳn lên không gian mạng to mồm, đúng không, nghe rất là tức cười. Chúng thấy thế nào? Không, em thấy là không những thế mà còn nó rất là buồn cười nữa là khác. Bây giờ các cụ mình có nói một cái câu này: tề gia trị quốc bình thiên hạ, đúng không ạ? Đúng rồi. Ý người ta muốn nói là gì? Ý người ta muốn nói đầu tiên anh phải lo cho gia đình anh đã, nó êm ấm, nó hạnh phúc, đúng không ạ? Nó có trên có dưới, nó có văn Công ty trật hóa, nó có ứng xử với tự. nhau gia đình, nó có công ty trật tự, đúng không ạ? Nó có đối xử với nhau thương yêu đùm bọc nhau, thì cái đó là tề gia trước đã. Bình thiên hạ đó là gì? Đó là anh có thể nói rộng hơn ra là anh ra một cái đi đô Sài Gòn đi, có anh có thể thu phục với nhân tâm tất cả những cái người dù có quan điểm nào đi chăng nữa cũng theo anh đi, đúng không ạ? Để nó trở thành một khối thống nhất, đó là bình thiên hạ. À, đấy là ấy là anh đầu tiên là tề gia rồi, trị quốc. Thứ hai là trị quốc. Trị quốc đó là gì? Đó là các anh phải sử dụng các cái công cụ, các cái phương tiện, mà cụ thể nhất đó là gì? Đó là pháp, hiến pháp và pháp luật. Đấy, là quy chuẩn chung cho mọi người trong xã hội. Anh quy định pháp luật làm sao vừa đảm bảo tính nghiêm minh, đảm bảo tính thuyết phục, vừa mang tính răn đe nhưng lại vừa mang tính giáo dục nữa, đúng không ạ? Thì khi mà cái đất nước nó bình ổn rồi, đấy, có nghĩa là trong cái một nhóm, ví dụ như tổ dân phố của anh đấy, anh là người tổ trưởng tổ dân phố, anh làm cho các cái hộ gia đình đó nó ok, thì lúc đó anh mới nghĩ đến bình thiên hạ. Bình thiên hạ đó là gì? Là vác mồm ra đi đô Sài Gòn, đúng không, để các anh thu phục nhân tâm. Chứ còn bây giờ bản thân các anh thì không biết là như thằng Trương Quốc Huy ấy, thằng Huy Nghiện đấy, nó sang đấy không biết nó vợ con gì chưa, hay là vẫn độc thân, không biết nhà cửa thế nào, xe cộ làm sao, đã trả hết chưa, hay là vẫn còn đang trả góp, hay là thế nào, chúng ta cũng chả biết được. Đó là vẫn như cá nhân, đúng không? Rồi anh chưa đâu vào đâu cả, gia đình, rồi chưa kể anh em sang đó là có đùm bọc nhau hay không, anh em ruột đấy, hay là thế này thế nọ, rồi ngày xưa cùng hội cùng thuyền như ly sa phạm các thứ đấy, đã bảo ban được nhau chưa, hay là hở ra cái là cắn nhau như chó mèo á, cái gia đình nó đã như vậy rồi à, thì làm sao mà trị quốc và bình thiên hạ được? Nên trong khi đó là gia đình đã như vậy, không là hai bước tiếp theo thì sao mà làm được? Thế nhưng lại đây lại thích đi bình thiên hạ trước, đi làm ngược đời. Mà các cụ bảo rồi, cái giống ngược đời này thì nó chả làm được cái trò trống gì đâu. Em nói thật, ngày hôm nay trên tinh thần là em chia sẻ, không phải là em coi thường đâu. Nhưng mà tại sao em nên em chia sẻ cùng kênh của anh cũng rất là lâu,
và cũng thỉnh thoảng thì rảnh thì cũng có lướt qua, nhưng mà em ít tranh luận bởi những cái thành phần nó nhiều khi nó cũng biết nó ở mức hiểu biết đến đâu. Đấy, thế nhưng mà bây giờ rất rõ ràng là những cái thành phần này nó ảnh hưởng đối với nhà nước, đối với đảng nó không nhiều, nó không nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay là gần như là mạng internet là nó phổ biến rộng rãi khắp nơi rồi, người ta nghe nhiều rồi, người ta biết nhiều rồi. Như thằng Đào Minh Quân thì nó tự tay nó tống và đồng bọn của nó vào tù tương đối nhiều rồi. Việt Tân cũng thế, đúng không ạ? Cái nhóm khủng bố Việt Tân cũng vậy, nhóm khủng bố của Đào Minh Quân cũng thế. Rồi kể cả cái nhóm mới đây nhất là cái nhóm gọi là Funro cũng vậy. Nó cũng tự tay nó tống tất cả những người dân nhẹ dạ cả tin vào tù hết rồi. Đấy. Thì bây giờ tự hỏi nó lấy uy tín đâu ra để mà nó làm cho người dân Việt Nam chúng ta ở trong nước phải lay động hay là phải thế này để mà tạo ra cái làn sóng ở trong nước, không có đâu. Nhưng mà ở đây nó vẫn là một nguy cơ, nó vẫn là một nguy cơ. Nhưng hiện hữu hơn và thực tế hơn đó là gì? Đó là những thành phần cơ hội bất mãn chính trị ở trong nước. Mặc dù đã được đào tạo, đúng không ạ? Được học hành tử tế, có học hàm học vị, thậm chí là có những kẻ là bây giờ đang ăn lương hưu của nhà nước từ là tiền thuế của người dân, của các doanh nghiệp mà ta đóng vào. Thế nhưng nó vẫn lên, nó bỉ bôi, nó chê bai chế độ. Mấy anh bỉ bôi, các ông bê bai, bỉ bôi chê bai chế độ thì các ông bỏ mẹ lương hưu, không được nhận nữa. Thế hàng tháng các ông rửa tay ra, các ông nhận tiền, các ông không thấy nhục à? Đúng không ạ? Bây giờ các anh đã bỉ bôi cái chế độ này, cái nhà nước này, mà các anh đang sống dựa trên cái chế độ của nhà nước này. Thế thì cái giống của các anh là nó nói cái giống loài gì? Em chưa hiểu. Các cụ con nói dạy một câu ngày xưa, người ta bảo thành phần ăn cháo đó bát ấy. Đúng không ạ? Người ta hàng ngày, hàng tháng người ta phải xích cái tiền lương. Còn nếu mà nói là các anh đóng góp, nói về đóng góp cho xã hội thì nó rất là muôn vàn. Không phải là các anh là thuộc dạng là thiên bẩm tài năng xuất chúng mà bảo là thế này thế nọ. Chưa biết là các anh đóng góp vào xã hội bao nhiêu. Bây giờ nếu mà để đánh giá đóng góp cho xã hội rất là khó. Nhân tiện chung nói về cái khái niệm đóng góp cho xã hội á, thì anh không nhớ là có nghe ở đâu có một cái quan điểm nó cho rằng là thế này. Yêu nước, yêu nước là chỉ cần, đối với người yêu nước là chỉ cần ra đổ lít xăng là đóng thuế cho nhà nước cũng gọi là đóng góp cho xã hội rồi. Theo chung nghĩ vậy, cái quan điểm đó thế nào? Đó là cái quan điểm mà theo em nghĩ là tư duy thiển cận và hẹp hòi, nó mang chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì nếu mà đã mang tính đóng góp vào xã hội thì nó phải mang tính cộng đồng, nó phải mang tính phổ quát, bao quát rộng lớn. Đấy, thế nhưng mà nếu như mà chúng ta nói thì chúng ta phải nhớ lại một câu nói của Bác Hồ, đó là gì? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Cái câu nói của Bác như vậy, nhưng mà nếu mà suy rộng ý nghĩa ra, nó mang rất nhiều ý nghĩa và hàm ý ở trong đó. Dĩ nhiên bây giờ anh là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không ạ? Anh chấp hành tốt các quy định pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của địa phương cũng đã là một phần đóng góp rồi. Nó chỉ là một phần thôi, một phần nhỏ đóng góp thôi, đúng không ạ? Rồi anh lo cho gia đình anh nó trở nên yên ấm, nó hạnh phúc, bởi vì gia đình nó tế bào xã hội mà, đó cũng là đóng góp rồi. Anh ra anh đi lao động, nếu mà nói thẳng ra ở Việt Nam mình mà đóng thuế thì nó cực kỳ ít, chỉ những người thu nhập cao của doanh nghiệp người ta mới đóng thuế thôi. Nó đúng là thế, thuế thu nhập cá nhân ấy, chứ còn các thuế khác thì chúng ta không nói nha. Ví dụ thuế VAT nước mẹ nó chả có, đúng không? Thế chúng ta phải nói thế, nói rõ cái quan điểm thế rồi. Chứ ở Việt Nam chúng ta là nếu mà nó thuế là có thể nói là dễ thở, vẫn tạo điều kiện cho người dân rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta đang nói về cái góc độ thu nhập cá nhân thì nếu mà nói đóng góp thì gần như là rất là ít, chủ yếu là những cái cá nhân người ta thu nhập cao và các doanh nghiệp, chứ còn đại bộ phận người dân chúng ta gần như chưa ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nói đúng thế, đó là chưa kể những cái trường hợp mà miễn trừ gia cảnh đấy nhé. Đấy là em chưa nói. Thì bây giờ nếu mà nói đóng góp vào xã hội thì nó muôn vàn lắm anh ạ. Thế nhưng mà mình đóng góp mà mình ra mình đổ lít xăng mà mình bảo đóng góp thì em thấy nó là tư duy hẹp hòi. Đóng góp nó trên nhiều phương diện lắm. Mình đừng có nghĩ như vậy đó là to tát là đóng góp. Bởi vì bản thân anh, đầu tiên anh phải hiểu là cái nhu cầu đổ xăng là xuất phát từ nhu cầu bản thân của anh đã. Đúng không ạ? Chứ đâu phải là phục vụ cá nhân anh đã. Chứ còn thà như bây giờ anh đi sang Mỹ đi, anh làm 40 mấy năm nay anh kiếm được khoảng 2 triệu đô đi, đúng không ạ? Anh mang 2 triệu đô đó về, anh phối hợp với chính quyền địa phương, anh bảo là báo cáo các bác này, em bên Mỹ này em làm được 2 triệu Biden,
em về em xây trường học, em xây này kia đó, là thì nó còn mang tính chất đóng góp, nó còn rộng rãi và cao hơn, nó cao hơn. Chứ còn nếu mà anh cứ nói theo phương diện đóng góp thì nó rất là nhiều. Anh chấp hành tốt nội quy, quy định địa phương, pháp luật nhà nước cũng là đóng góp, đúng không ạ? Xây dựng phát triển kinh tế gia đình cũng là đóng góp. Rồi các anh tham gia vào các phong trào vân vân thì nó tung quy là đóng góp rất nhiều. Anh đóng góp ở khía cạnh nào thôi, và anh đóng góp, mục đích của anh đóng góp là gì nữa cơ. Chứ còn mục đích của anh đóng góp, mục đích là nhu cầu bản thân, sau đó là anh nên anh kể thì đó đâu phải là đóng góp, mà đó là mục đích của anh là thể hiện bản thân thôi. Nó mua sạc, nó mua sạc đổ xe máy để nó đi, nó khủng bố ở Đắk Lắk, nó là đóng góp mà, là nó xây dựng đất nước hay gì. Cái đó thì chúng ta phải hiểu nè, theo em hiểu á, là cái đóng góp với xã hội thì nó, nếu mà kể ra từng việc chi tiết nó rất là khó. Thế nhưng mình tổng hòa các mối quan hệ, mình xây dựng hài hòa làm sao theo quy chuẩn chung của xã hội đó, mang lại lợi ích cho cộng đồng, thì đó là những hành, tất cả những hành động đó nó đều là đóng góp. Thế nhưng mà đóng góp thì cũng có đóng góp từ cá nhân, đúng không ạ, rồi đóng góp từ tập thể rất là nhiều. Ví dụ nếu như mà nói các anh đóng góp ấy, thì các anh sao các anh không nghĩ đến những cái người lính, người ta lực lượng vũ trang hàng ngày người ta phải canh giữ vùng trời này, vùng biển này, đúng không ạ, rồi là an ninh trật tự này, thì cái đó người ta đóng góp có khi còn hơn anh rất là nhiều. Không lẽ các anh đổ xăng người ta không đổ xăng à, đúng không? Thế sao không người ta không lên người ta bảo là người ta đóng góp, nói rõ ràng như thế. Còn về khái niệm yêu nước thì em có nói trước rồi, khái niệm thì có, thế nhưng để thế nào là yêu nước nó rất là khó để mà chúng ta khẳng định. Có những người người ta yêu nước, thế nhưng cái cách của người ta nó thể hiện nó khác, nó không nhất thiết là phải như một số thành phần là tôi có sức mạnh này, tôi có đoàn kết này, cứ có tùm lum hết, rồi giòn tiền cho ông tiền trốn mẹ luôn, nó có phải là yêu nước không? Mà cái trò này ở bên Mỹ bây giờ nó vẫn đang diễn ra này. Kể cả ở Đức, thằng Nguyễn Văn Đài nó cũng đang kêu gọi quyên góp kìa. Đó đấy, mồm những thằng đấy lúc nào nó chả kêu yêu nước, đấy có phải hành động yêu nước không, đúng không ạ? Thì cái đó thì chúng ta hiểu thì mỗi người một tư duy thôi đấy. Chứ mà khi mà những thành phần nó trời tôi yêu nước lắm, tôi đả đảo Tàu Cộng là cái gì, chiếm biển đảo của Việt Nam rồi đa đảo Tàu Cộng thế này, bảo các anh vậy thì các anh rất là yêu nước, phải công nhận các anh rất là yêu nước, tinh thần yêu nước rất là cao. Thì theo tôi nghĩ là các anh đang trong tuổi trẻ, các anh nên đăng ký ra để bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa. Nó trốn mất tăm mất tích sạch, trốn sạch, yêu nước kiểu gì lạ vậy, yêu bằng mõm mà, đúng không ạ? Đấy, các anh phải hiểu đấy, các anh phải vào những nơi nhà tù côn đảo thứ, các anh xem chuồng cọp của Pháp, của Mỹ đấy, những nơi mà người ta tra tấn ấy. Hôm vừa rồi là em đi thì cái bên mà Phú Bình này này, thì bên chuồng cọp của Mỹ thì có vào quay, nhưng ở bên kia, bên đối diện á, thì người ta không cho quay. Thì sau này em với người hỏi thì người dân đó, người ta mới cho biết là cái nơi đó là cái nơi chuyên để tra tấn những người yêu nước bị bắt. Ở nơi đó là những nơi để người ta đóng đinh này, người ta rút móng tay móng chân này, thậm chí người ta bảo là có cả cái máy xay nữa cơ, máy xay người đấy, nó rất là lớn. Cái ngày trước là có mở cửa cho tham quan, thế nhưng mà sau này đó là những cái hình ảnh đó và các dụng cụ tra tấn đó, nó sẽ gây ám ảnh cho khách tham quan, thế nên là sau này người ta sẽ không cho tham quan nữa. Đấy, những người đó, đúng không ạ, người ta bị tra tấn như vậy đấy, thế nhưng người ta vì mục tiêu lý tưởng cách mạng đấy, người ta bảo là tôi không khai. Hay là những bà mẹ nuôi giấu những các chiến sĩ cách mạng ở khu vực ở trong Củ Chi các thứ đấy, đúng không ạ, bằng kiểu gì kiểu các anh đến các anh đốt nhà người ta cũng bảo không, má có biết gì đâu đấy, một lòng kiên trung đấy, những người đấy không yêu nước à, nói gì nói, người ta yêu nước mà người ta bằng mọi cách để người ta xây dựng cho cái đất nước này phát triển. Các anh thấy những vấn đề gì tồn tại trong xã hội, các anh góp ý và các anh đề ra phương pháp để giải quyết khắc phục cái đó để cho nó tốt hơn, chứ không phải là các anh yêu nước bằng mõm để quyên góp. Nói rõ là như vậy đấy, quan điểm của em này, em nhìn nhận như vậy. Còn dĩ nhiên mỗi người một quan điểm, em không có mang tính chất là mong muốn mọi người phải theo quan điểm của em, thế nhưng em nhìn nhận ra bây giờ hiện nay cô lao công cũng là người đóng góp đấy, rồi là anh Grab hay là chú lái taxi hay là chú lái xe buýt cho đến các người khác, người ta cũng đều đóng góp để phát triển đất nước cả thôi. Nên chúng ta nhìn nhận ở khía cạnh nào, chúng ta đóng góp được bao nhiêu, để rất khó để đong đếm. Và nói về yêu nước thì yêu nước như thế nào vân vân thì nó rất là khó. Quan trọng là khi gì, cụ thể sự một sự việc hay tượng xảy ra, ví dụ lũ lụt miền Trung chẳng hạn, đúng không ạ, đồng bào ở các nơi rồi
các chiến sĩ của công an nhân dân, quân đội nhân dân, rồi các cơ quan ban ngành khác. Đó, đó những hành động đó, các anh nhìn vào đó, các anh sẽ thấy thôi. Quan trọng là các anh có mở cái lòng mình để các anh nhìn không, đúng không? Rồi các anh có mở tư duy để các anh suy đoán hay không? Chứ còn các anh cứ chăm chăm theo một hướng và theo quan điểm của các anh thì khó lắm. Mà không biết là các anh yêu nước nào. Các anh ở bên Mỹ mà các anh cứ bảo yêu nước thì tôi cũng chả biết các anh yêu nước nào. Tôi đoán các anh yêu nước Mỹ thôi, bởi vì các anh là công dân Mỹ mà. Chứ không lẽ các anh ở nước Mỹ mà các anh yêu nước Việt Nam rồi mà. Các anh yêu kiểu gì? À, kiểu đấy người ta gọi là phản quốc rồi. Các anh yêu là yêu cái này. Ví dụ tôi yêu thiên nhiên của Việt Nam thì ok. Các anh yêu món ăn văn hóa ẩm thực Việt Nam thì ok. Nhưng mà các anh bảo yêu nước Việt Nam nó lại khác đấy nha. Đúng rồi. Anh là người Mỹ mà anh kêu anh yêu nước Việt Nam nó lại khác đấy. Đấy, rất rõ ràng là như vậy. Thế là em có mấy cái nội dung thêm là như vậy thôi. Cảm ơn anh đã cho em chia sẻ. Ok chào ông. Cảm ơn Trung rất là nhiều. Thực ra thì cái đề tài này thì theo thời quan nghĩ thì nó cũng còn nhiều vấn đề để bàn lắm. Thì lúc mà mọi người cùng nhau chia sẻ để bàn, để mọi sẻ ra câu chuyện. Nhưng chắc hôm nay thời gian có hạn thì chúng ta có thể là gói gọn tại đây. Thì chắc sẽ là một cái dịp nào khác sẽ tiếp tục vào cái mảng này, đúng không ạ? Thì vậy đi ha mọi người ha. Cảm ơn một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã vào tham gia, và xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại ạ. Cuối tuần nhậu như đây được rồi đúng không? Cuối tuần nhậu như đây là đủ ha. Bye bye.